mất hết trơn à. Đó, tối luôn ha. Đó, nhiều ra chân rồi. Bọc như vậy mọi người. Hello mọi người, trở lại với kênh của mình nha. Mình là Quân Linh đây. Hôm nay mình đi ra ruộng dung tôm để xem mấy anh bắt cá bóng mọi người. Đó, đang ở dưới dung tôm mọi người thấy không? Mấy anh đang tạt chế phẩm xuống để cho cá nó chạy vô lú, đặt rất là nhiều lú luôn mọi người. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Đang tạt chế phẩm mọi người, tạt cái này xuống cho con cá nó chạy, nó lội chạy vô lú. Ở quê mình gọi là thuốc cá mọi người. Cái này là mình tạt xuống là nó làm mất oxy mọi người, cho nên cá nó lội, nó lội sẽ vô lú. Con nào yếu thì nó sẽ chết luôn. Đây nè mọi người, đặt mấy cái vớn dày nè, lú dày á, để tạt chế phẩm xuống là cá bóng á, chui vô đây. Cá bóng còn ní 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 mọi người. Mọi người đừng ăn cái món cá bóng kho tiêu nhỏ 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 mà người ta bắt như thế này nè. Mọi người theo dõi nha, để mình lên trên quay cận cái lú cho mọi người xem. Đây nè mọi người, cái lú nó như vậy nè, rất là dày luôn, mọi người gọi cái vớn đó. Đó, đặt sát ra cá bóng nó vô, cá bóng nó nhồi nè mọi người thấy không? Đó, nhồi 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 dưới đó là cá bóng đó mọi người, còn ní ní mà nó vô trong lú nhóc hết trơn mọi người thấy không? Nhóc hết trơn rồi. Còn đây cá bóng đây nè, cá bóng là cá phi rất là nhiều luôn mọi người thấy không. Giờ mọi người cùng xem mấy anh dỡ cái lúa, cái lú cái vớn như thế nào nha. Đây là mấy cá bóng nè mọi người. Đó, cá bóng này. Anh giả đi chút quay. Vậy là cuốn luôn hả? Mau chạy. Có nó còn không? Rồi giờ cuốn lú lên thăm mọi người. Quá trời luôn. Cái đói quá trời bự nè. Cái bóng này người ta gọi là cái bóng gì ta? Đắt. Bóng đắt nha mọi người. Mau ta tính đâu đặt lâu lắm, đặt mấy chút xíu là cũng hết rồi. Lên cá là vô lú là đó mọi người. Cái này nhiều nè. Tối luôn ha. Quá trời cá bóng mọi người. Cái bóng này gọi là cá bóng đắt nha mọi người. Hướng trên chạy nhiều ha, hướng dưới này không chạy ha. Đi theo hướng nào hướng nào.
lộn mấy cá phi con đó nhiều lắm á. Mới giờ 6-7 cái thôi mà dính hơn nửa thao đó mà. Tiếp tục dở cái lú nữa mọi người. Nó chạy cái hướng này rồi, cái hướng này thì nó chạy nhiều hơn, hướng kia quay lại thì chạy không nhiều. Gách chạy ra. Đó. Ồ, túi nó này. Ít hơn nãy. Đó, quá trời. Mấy cái phi con này chắc lựa gì nổi hả? Mà lộn vô chắc đâu có bán được phải không? Lựa ra trơn luôn đó nha. Chứ lộn ra dễ gì người ta mua. Nhiều đâu á, bắt chưa nhiều đâu. Lú vô cá nhóc hết trơn mọi người. Cá đối cá phi rồi nó nhảy nhảy ra nó. Lúc này mới dính nè. Đó, đói đó. Đói cá phi rồi đây nè. Quá trời dính nè. Đó, cá đối bự bự luôn sao. Kìa, kìa, đó. Đó, có thẻ đó, dở đi. Quá trời cá đối. Nào, mọi người xem cá đối to này. Đó, đối lần nào nấy to ghê chưa. Nó bằng cùng tay mọi người. Cá đối khủng nè. Nè, cái này dính cá dữ lắm mọi người. Đó, một bọc luôn rồi, mọi người thấy không. Cá bóng quá trời luôn nè. Cặp vuông có cái cây bằng trái nhóc trên mọi người, bằng nước, bằng chua, này chấm muối ớt hoặc là chấm mắm rất là ngon. Lúc mình có làm một cái clip ăn bằng với muối ớt rồi, ở trên kênh mình mọi người có thể vô xem, mọi người xem trái bằng. Đó, trái bằng mọi người. Này ăn chua chua. Rồi, mời mọi người ăn bằng nha. Bằng này chua chua ngon lắm mọi người. Chua chua chát chát hả? Có trái muối ớt nữa là rất là ngon luôn. Rồi bây giờ bắt cá vô nè mọi người. Ngoài cá bóng trứng, cá bóng đất thì có thêm một số cá phi nữa mọi người. Cá phi cũng rất là nhiều luôn. Có thêm một ít cá đối nữa. Rất là phong phú luôn nha mọi người. Nhiều loại cá lắm. Có cá rô rồi có cá sặc nữa. Đó, có một thao cá bóng đó mọi người thấy không? Đó, cả nửa thao mọi người, con to to nè. Đó, thêm một thao cá bóng nữa mọi người. Sau khi dở vô thì mấy anh em ngồi lựa phân mấy cái loại cá khác ra, chỉ lấy mỗi cá bóng thôi mọi người, lựa cá phi con nè. Tép gông hoặc là mấy con cá tạp khác ra. Đây nè, cận cảnh con cá bóng đất nha mọi người. Đó, cái bụng nó vàng vàng.
này mập mập không mọi người. Người ta đặt rồi hai mấy bao ta đặt rồi lỡ mình ghé rồi không kiếm được kêu nó còn nó lên nó bán nhỏ đó, bự qua đây nó bán gì. Mấy anh em ở đây thu mua cá bóng với tầm càng dùng miệt thứ An Biên và An Minh Kiên Giang. Mọi người có nhu cầu bán tầm càng hoặc là cá bóng thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại này nha. Anh lựa xong nữa rồi anh vô bọc như vậy mà. Ủa không cần ký à? Vô bọc xong ấp lạnh. Rồi sau khi đã lựa sạch sẽ và làm sạch hết tuyển chọn những em cá bóng sạch sẽ bỏ vô bọc ốp đá xong thì là bây giờ chuyển đi đóng thùng chuyển đi lên các tỉnh khác để tiêu thụ mọi người. Cái này là chuyển đi lên mấy tỉnh như Sài Gòn, Bình Dương đồ để tiêu thụ ở trên đó. Thôi clip của mình cũng xin tạm dừng ở đây mọi người. Mọi người xem clip thấy thú vị đừng quên để lại một like và comment cũng như ý kiến của mọi người bên phần bình luận video nha. Và đừng quên chia sẻ video ủng hộ Quang Linh nha. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.